Xin kính chào tất cả quý khách hàng thân thương. Mến chào mọi người đã quay trở lại với chúng tôi vào buổi tối ngày hôm nay. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi đang có ngay một em EX50-1 và con này đít tròn. Giá bán thì tôi sẽ nói luôn đây luôn để cho quý vị cân đo đong đếm và tham khảo luôn, 140 triệu và xe chúng tôi đang ở Bình Dương. Quý vị có thể đến tận nơi nhìn tận mắt, sờ tận tay cái sản phẩm này. Thử nếu mà ưng ý thì chúng ta sẽ vào chung kết. Giá cả thì chúng tôi để rồi, quý vị cứ cân đo đong đếm thôi. Còn anh chị em nào nhiều tiền hơn thì có thể bỏ ngay cái bỏ qua cái sản phẩm này của tôi hoặc tham khảo thêm. Con này chúng tôi mới về, riêng phần vỏ thì có thể là sơn lại hết rồi, quan trọng nhất là phần thủy lực thôi. Quý vị và con cứ lên tận bãi để thử xe, giá cả yêu thương và tự hợp lý để cho quý vị về quý vị làm việc. Con này thì với 140 triệu để mà kiếm một con 025 như con Dacid Aquamax EX50 đít tròn này thì đây là một cái sản phẩm nói chung là không phải dễ tìm. Thì chúng tôi nhập được rẻ thì chúng tôi bán cái giá đó. Quan trọng nhất là quý vị có thích hay không thôi. Quan trọng nhất là quý vị cứ đến tận bãi để thử xe. Đấy. Thuận mua vừa bán, giá cả hợp lý. Thì hiện tại thì con này mới về thì mọi người cứ nhắn tin qua Zalo chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất, cụ thể nhất để bà con tham khảo. Ngoài sản phẩm này ra thì chúng tôi còn như 03 như là Sumitomo F2, FH và sắp tới chúng tôi về một số nữa. Và cả Dacid 70-1 quý vị nhé. Bây giờ thì thân ái chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.